mình sẽ quay một cái clip lần đầu tiên thấy cái lẩu chạy xôi không biết nữa, nên là mình sẽ mua thử và mình sẽ tìm cách để mà mình nấu cái mì này lên. Mì này thì mua trên tốt tốt nha cả nhà. Bây giờ mình cái này là mì bò nha, mì bò nha. Đây mình mở ra, mở ra hết luôn. Đây trong đây là mình có mấy chữ đi sao kiểu. Đây là cái bịch tự xôi đúng không ạ? Đây là bịch tự xôi. Ai cái này cũng có đi ra rồi. Bỏ vô đây đúng không? Đây, mình sẽ ra, mình sẽ bỏ cái mì. Cái này là miếng, cái này là miếng mì tiếu vậy. Đây không? Đây. Rồi mình có bỏ nước không? Mình sẽ xé cái này vô. Thơm nha, thơm nha. Ôi, có miếng bò thiệt luôn cả nhà. Ui. Đây. Đây cũng ngon. Tiếp đến là cái bịch này. Cái này là của Hay Lan. Xé dùm nó. Wow, cái này là nó có cái gì sen á. Sen rồi củ năng, không có củ năng. Sen với lại biết cái mùi này là gì đâu. Măng à. Rồi, tiếp vào một bịch này nữa. Là mình có tổng cộng 4 bịch và một cái bịch xôi nha. Ủa, cái này cái mà. Ừ, thì giống như dầu cây ha. Xỉu luôn, xỉu luôn. Rồi đây, bây giờ mình sẽ cho nước vào cái hũ này. Bây giờ mình bỏ nước, thường là mình bỏ nước nóng là tự nấu, ok. Đây. Ghê đừng. Ghê gì đó, chua cái chua gì đây. Đây, đây, khoan khoan, đó rồi, đây. Đúng rồi, khoan, bây giờ đổ nước ở đây nha, dùm đổ nước đi. Rồi, dùm đổ nước ở đây nha, dùm đổ nước ở đây nha. Mình nghe tiếng luôn á, bỏ nước nóng đó là mình thấy nghe tiếng liền luôn á. Đúng là không có sạch năng gì hết. Ổng tươi cây. Rồi, bây giờ mình sẽ đóng mắt lại đợi nha. Hai. Ủa kìa, mình đợi một hồi mình ăn nha. Rồi, nghe tiếng xôi mà. Ôi. Cái này á, hồi đó là biết sao, do là hả, con coi ở trên mấy cái video của mọi người hay gọi là sao ta? Hay review rồi đó, rồi nấu cái lẩu tự xôi á. Bây giờ mình sẽ tìm mấy cái món đó mình làm thử để coi coi là có ngon không, có gì đặc biệt không. Ủa lão à. Mà nó bụng nha. Ôi, nóng lắm nha. Thì ngon nha cả nhà. Ôi, nhìn thôi, nghe biết ảnh không. Để chờ một phút nè. Rồi bây giờ mình sẽ ăn thử nha cả nhà ơi. Nóng lắm rồi, chứ nó phải là cái này mình chuột cái này giữ nó đổ ra nè. Mình sẽ gấp ra cái chén mình ăn. Nóng kịp. Wow. Có cái này là gì ta? Mày tại do là Vân đổ nước sôi luôn. Cho nhanh. Mày đợi lâu quá. Đúng mèo. Rồi bây giờ thì mình sẽ đổ. Đầu tiên mình sẽ ăn cái này giống miếng nha. Vừa đậm đà vừa phải. Cái củ sen này á, ăn lúc nào là đậm đà luôn. Mình như cái bịch này đó, là mấy cái rau củ trong cái hộp này là như là có đậm gia vị á. Mình đang ăn cái một con sôi luôn á. Mà ngon. Mọi người tâm ứng với ta. Một trong đủ rồi. Ngày mưa rồi đó, nấu ăn nha, dẫn nha. Quan trọng hết bánh thịt bò luôn. Thịt bò rồi là mấy cái ông củ nữa, rau củ ngon nè. Ngon, thịt bò cũng ngon, thịt bò cũng vừa ăn. Đấm đá đúng rồi. Đợi nha. Đó, xoay nó như vậy đó. Đúng rồi.
vững chà bá lửa. Trời ơi, 10 điểm không nhân, 10 điểm không nhân. Cái nước tương này hình như là ở quán á, là đã hình như pha sẵn với lại xíu giấm rồi, cho nên nó loãng, nó không có giống giống như là đặt giống như nước tương bình thường của mình ăn. Và bây giờ thì mình sẽ ăn thử coi mình ăn đúng quán hay không, tại vì cũng lâu quá rồi, cũng nhớ địa chỉ nữa. Cho bơ đi ăn cơm.